Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 Con Giáp thứ Sáu ngày 23 tháng 10 năm 2020 và theo âm lịch hôm nay là ngày 7 tháng 9 năm Canh Tý. Ngày này là ngày kỷ Hợi, tháng Bính Tuất, năm Canh Tý. Và ngày hôm nay là ngày Hắc đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Mạo Quang. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, bình địa mộc, ngày kỵ hợi, tức can khắc với chi, có nghĩa là thổ khắc với thủy và hôm nay là ngày cát trung bình các bạn nhé. Về nạp âm, bình địa mộc, kỵ tuổi, quý tỵ, ất mùi, ngày thuộc hành mộc, khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi, tân mùi kỵ dậu đinh tỵ thuộc hành thổ không sợ mộc Được. ngày hợi lục hợp với dần tam hợp với mão và mùi thành mộc cục xung với tỵ hình hợi hại thân phá dần và tuyệt ngọ nhé về tuổi xung khắc trong ngày tuổi tân tỵ đinh tỵ tuổi xung trong tháng tuổi mậu thìn nhâm thìn nhâm ngọ nhâm tý và nhâm tuất về các sao tốt xấu trong ngày. Trong ngày có các sao tốt như sao thiên thành, tốt mọi việc, sao ngũ phú, tốt mọi việc, sao kính tâm, tốt đối với an táng, sao hoàng ân, tốt mọi việc, sao ngọc đường hoàng đạo, tốt mọi việc. Các sao xấu trong ngày cũng có, bao gồm sao kiếp sát, kỷ xuất hành, cưới hỏi an táng, xây dựng về nhà cửa, sao hoang vu, xấu mọi việc, Sao trùng tang kỵ cưới hỏi, an táng, khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa, sao trùng phục kỵ giá thú, an táng. Về các hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng đông bắc và tài thần hướng chính nam. Tiếp theo mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ 6 ngày 23 tháng 10 năm 2020 như sau nhé. Đầu tiên, mời các bạn đoán xem tử vi tuổi tí thứ 6 ngày 23 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi tí, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi tí trong ngày này nhờ có cái sự phù trợ của tam hội cho nên với bạn tuổi tí sẽ có một ngày rất thuận lợi trong sự nghiệp của mình nhé. Và bạn tuổi tí, bạn có thể gặp gỡ được quý nhân và quý nhân sẽ giúp cho bạn khắc phục được những cái khó khăn đang còn chưa giải quyết trong suốt cái thời gian vừa qua với bạn. Trong ngày thứ sáu này, đối với bạn tuổi tí, bạn mệnh cũng có thể hoàn thành xuất sắc cái công việc được sao và nhờ thế mà nhận được cái sự tán thượng của đồng nghiệp và cấp trên ghi nhận bạn và bạn thủ tí, bạn cũng cần phải tự tin vào cái năng lực của mình, tiếp tục cố gắng hơn nữa, chắc chắn bạn sẽ gặt hái được thành công rực rỡ hơn trong tương lai với mình. Được. Trong ngày thứ sáu này, đối với bạn thủ tí, cái vận trình của bạn lại đang gặp ngày của thủy sinh cho mộc vượng. Cái điều này làm cho cái phương diện tình cảm của bạn thủ tí lại rất chi là tốt. Cái mối quan hệ giữa bạn với những người khác giới luôn luôn rất tốt đẹp, và đối với những bạn còn độc thân thì bạn có thể được một vài đối tượng hứa hẹn, theo đuổi và bạn cần phải suy nghĩ chính chắn trước khi đưa ra cái quyết định cuối cùng bạn tuổi tí nhé. Về tử vi tuổi giáp tý thuộc kim, sự nghiệp thuận lợi. Tử vi tuổi bính tý thuộc thủy, quý nhân phù trợ. Tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa, đồng nghiệp khâm phục. Tử vi tuổi canh tý thuộc thổ, nhân duyên tốt đẹp. Từ vi tuổi nhâm tí, thuộc mộc, suy nghĩ chính chắn, luận. Về đánh giá của bà tuổi tí trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhấp phụ trợ, tuổi giàu, tuổi thân, tuổi tị, tử vi tuổi Sửu thứ sáu ngày 23 tháng 10 năm 2020 ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Sửu xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này bạn đang gặp được ngày có thiên tài phù trợ cho nên với bạn tự xỉu, bạn chăm chỉ sẽ gặt hái được tin vui về tiền bạc trong ngày hôm nay. Và bạn tự xỉu, bạn cũng có thể kiếm được một cái khoản kha khá nhờ những cái công việc làm thêm hoặc là những cái mối đầu tư từ trước của mình mà có được nhé. Đây cũng là một trong những cái dấu hiệu đáng mừng có thể giúp cho bạn mạnh tự xỉu tự tin vào bản thân của mình hơn và bạn tuổi xỉu, bạn cũng cần phải tiếp tục cố gắng không ngừng trong tương lai. Tin rằng mọi cái sự cố gắng của bạn đều sẽ được nhận được cái sự đền đáp xứng đáng nhé. Nhưng trong cái vận trình ngày thứ sáu này, đối với bạn tuổi xỉu, bạn lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy cho nên bạn mạnh tuổi Sửu cần phải quan tâm đến gia đình của mình nhiều hơn bởi dường như bạn đã dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp của mình trong thời gian vừa qua. Và nhân cái dịp này với bạn tuổi Sửu bạn hãy tổ chức một buổi giả ngoại hoặc là nấu một bữa ăn ngon để gắn kết tình cảm giữa các thành viên trong gia đình với nhau bạn tuổi Sửu nhé. Và ngày này đối với bạn tuổi Sửu cái việc xuất hành đi xa hay là cầu tài lộc mọi sự đều tốt và bạn cũng đang có được cái vận gặp gỡ quý nhân, đối tác thì gặp nhiều may mắn, cầu tài thì có hy vọng nhé. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc Kim, tin vui về tài lộc. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy, đầu tư có lợi. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc Hỏa, tự tin hơn. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc Thổ, công lao được đền đáp. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc Mộc, quan tâm hơn đến gia đình nữa. Vậy đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần thứ 6 ngày 23 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi dần, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này, bạn đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tứ hình sông, dần thân tị hợi. Cho nên với bạn tuổi dần, bạn đang chịu ảnh hưởng khá chi là lớn về cái phương diện tình cảm của mình nhé. Trong ngày này, nếu như bạn tuổi dần đã có gia đình thì tình cảm giữa bạn và người ấy đang có dấu hiệu rạn nứt và bạn tuổi dần, bạn cần phải quan tâm và tâm sự với nửa kia của mình nhiều hơn nữa nhé. Còn đối với những người chưa lập gia đình thì cũng gặp nhiều chuyện không như ý trong cái chuyện tình cảm và bạn tự dần. Cho dù xung quanh bạn có nhiều đối tượng muốn tín tới với bạn nhưng lại khó có thể tìm được một người phù hợp với mình. Và với bạn tuổi là dần, có lẽ bạn mệnh cần phải chờ tới lúc khác sẽ phù hợp hơn nhé. Trong ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi dần, ngày này cái vận trình của bạn lại đang gặp ngày có kíp tài chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với những người làm lãnh đạo dễ phải giải quyết những cái hậu quả do nhân viên của mình gây ra. Và bạn tuổi dần, bạn cũng cần phải tìm hiểu rõ cái ngoạn ngành vấn đề để đưa ra cái quyết định trách mắng thượng phạt cho phù hợp bạn tuổi dần nhé. Về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy, vợ chồng rạn nứt, tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa, quan tâm đến nửa kia, tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ, không tìm được người như ý, tử vi tuổi canh dần thuộc mộc, suy nghĩ cẩn thận, từ vi tuổi nhâm dần thuộc kim giải quyết rắc rối nợ. Về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tốt tuổi hợi. Từ vi tuổi mão thứ sáu ngày 23 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi mão, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi mão trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có ngũ hành, tam hợp phù trợ, cho nên với bạn tuổi mão, bạn mệnh luôn cảm thấy hăng hái khi bắt tay vào bất kỳ cái công việc gì trong ngày nhé. Tuy nhiên, với bạn tuổi mão, bạn lại đang có xu hướng lý tưởng hóa mọi việc nên thường thấy chán nản nếu công việc của bạn không được như ý muốn được. Trong ngày này, đối với bạn tuổi mão, cái mối quan hệ xã giao của bạn mệnh phát triển khá chi là thuận lợi bởi bạn luôn là một người hiền hòa và vui vẻ và bạn tuổi mão bạn thường không quá lo lắng khi đối diện với những cái khó khăn bởi bạn biết được chắc chắn sẽ có người sẵn sàng giúp đỡ cho mình nữa đó. Và trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi mão bạn cũng đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng cho nên về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi mão lại có phần được tốt đẹp và gia đình của bạn tuổi mão trong ngày này cũng có được cái bầu không khí rất chi là hài hòa và ấm áp bạn và nửa kia của mình chẳng giấu giếm nhau cái điều gì và luôn luôn tâm sự với nhau cho dù việc lớn hay là việc nhỏ nữa đó bạn tuổi mão nhá về tử vi tuổi ất mão thuộc thủy hăng hái làm việc tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa dễ bủa cuộc dựa chừng tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ lý tưởng hóa mọi việc tử vi tuổi Tân Mão thuộc Mộc, gia đình hòa hợp, tử vi tuổi Quý Mão thuộc Kim, tin tưởng nửa kia đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ Sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường màu xanh lá cây màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi thìn thứ sáu ngày 23 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi thìn, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thìn trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tự thìn, bạn là người rất có lộc ăn uống trong ngày hôm nay nhé. Ngày này, đối với những bạn kinh doanh buôn bán, sẽ có được một ngày buôn may bán đắt, nhận được cái sự tin tưởng của khách hàng và quên được những cái mối liên kết có lợi cho bạn nữa đoạn trong ngày này đối với bạn tử thìn nếu như bạn làm trong những cái lĩnh vực như là kinh doanh buôn bán bạn mệnh cũng có thể gặp được những đối tác tiềm năng thích hợp để đầu tư sản xuất về lâu dài trong tương lai và bạn tử thìn bạn cũng cần phải quyết đoán đưa ra những cái quyết định chính xác tránh để cái cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc với mình nhé tuy nhiên trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn Tử thìn, bạn cũng đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Cho nên, lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn Tử thìn, bạn lại cần phải bình tĩnh hơn khi nói chuyện với nửa kia của mình. Mỗi khi đôi bên có cái sự bất đồng ý kiến, bạn đừng có khăng khăng bắt người ta phải nghe theo ý kiến của mình. Chắc gì những cái suy nghĩ của bạn đã hoàn toàn là đúng đắn đối bạn Tử thìn nhé. Và trong ngày thứ sáu này, đối với bạn tuổi thìn, cái việc cầu tài lộc, khai trương, xuất hành đều rất thuận lợi. Bạn đang có vận gặp gỡ được quý nhân, người lớn giúp đỡ, công việc được hanh thông, ký kết hợp đồng cũng rất tốt, buôn bán có lời lại nhé. Về tử vi tuổi giáp thìn, thuộc họ buôn may bán đắt, tử vi tuổi bính thìn, thuộc thổ, đối tác tiềm năng, tử vi tuổi mậu thìn, thuộc mộc, thích hợp đầu tư tử vi tuổi canh thìn thuộc kim không nên nóng nảy tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy không nên cứng đầu đoạn về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 2 số 9 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi giàu, tuổi thân. Từ vi tuổi tỵ thứ sáu ngày 23 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi tỵ ạ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi tỵ trong ngày này bạn đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tứ hình sông, dần thân tỵ hợi cho nên với bạn tuổi tỵ, bạn đang có cái điểm báo không ý thức được cái hoàn cảnh giao tiếp của mình. Và bạn tuổi tỵ, bạn vốn là người biết cách ăn nói, thế nhưng trong ngày hôm nay bạn lại thường nói năng, không suy nghĩ và cái điều này rất dễ gây mất lòng những người xung quanh đối bà tuổi tỵ nhé. Và trong ngày thứ sáu này, đối với bà tử tị, bạn tuổi tỵ, bạn mệnh cũng trải qua một ngày vất vả do bạn ôm đồm quá nhiều công việc và bạn tuổi tỵ bạn cần phải nuôi tham vọng. Thế nhưng bạn không thể nóng lòng mong ước, muốn mình thành công ngay lập tức được. Bạn cần phải bình tĩnh, thực hiện từ từ từng bước một bạn tử tỵ nhé. Và trong ngày thứ sáu này, đối với bạn tuổi tỵ cái vận trình của bạn cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy, đối với những ai đang làm ở văn phòng liên quan đến giấy tờ, sổ sách hoặc là những người phải thi cử trong ngày hôm nay thì không được lơ là, chủ quan bởi bạn đang có cái điểm báo, có cái sự sai sót Vì vậy, bạn mệnh không được có thái độ coi thường, bộ co qua bất cứ cái vấn đề nào, bạn cần phải ôn luyện cũng như là kiểm tra hồ sơ, soát lại giấy tờ cho chặt chẽ nhé. Trong ngày này đối với bạn tuổi Tỵ cũng không nên ký kết hợp đồng quan trọng hay là xuất tiền lớn trong ngày nữa. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa nói năng không suy nghĩ, tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ dễ mất lòng người khác, tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc ôm đồm nhiều việc, tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim không nên nóng vội, tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy có điểm báo sai sót về giấy tờ. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ 6 ngày 23 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Ngọ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Ngọ trong ngày này, bạn đang gặp ngày có thủy khắc với họ cho nên với bạn tuổi Ngọ rất dễ rơi vào tình trạng Chiến tranh lạnh với nửa kia của mình lắm đoạn. Trong ngày này, vợ chồng không tránh khỏi những cái sự bất đồng ý kiến tuy nhiên với bạn tuổi ngọ bạn không nên quá nóng nảy nói ra những cái lời gây tổn thương cho bạn đời của mình nhé và bạn tuổi ngọ một khi chiến tranh lạnh xảy ra dù ai là người đúng ai là người sai thì bạn mệnh cũng nên chủ động làm hòa không nên hoàn toàn phụ thuộc vào người ấy mau thuận kéo dài chỉ khiến cho cái bầu không khí thêm phần căng thẳng chứ không có ý nghĩa gì với bạn đâu đối với bạn tuổi ngọ nhé Tuy nhiên, cái vận trình của bạn tuổi ngọ trong ngày này, bạn lại đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh. Đây là cái báo hiệu có tin vui cho bạn tuổi ngọ về con đường tài lộc và đặc biệt là đối với những bạn làm nghề tự do nhé. Và bạn tuổi ngọ, bạn có thể kiếm được những cái mối đầu tư đầy triển vọng trong ngày hôm nay và bạn cần phải nhanh chóng đưa ra những cái quyết định phù hợp tránh để cho người khác giành giật trước mắt mình đoạn. Trong ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi ngọ, ngày này cũng rất thuận lợi cho cái việc cầu tài lộc, khai trương hay là xuất hành. Bạn đang có được cái vận gặp gỡ quý nhân, công việc đều được êm xuôi, có tiền tài, có danh tiếng và có tin vui trong ngày nữa đoạn về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim vợ chồng chín tranh lạnh tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy nên chủ động làm hòa tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa không nên xua đô tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ đầu tư trịnh vọng tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc nắm bắt cơ hội đoạn về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi thứ 6, ngày 23 tháng 10 năm 2020 ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi mùi xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này nhờ có được thiên tài phù trợ cho nên với bạn tuổi mùi có được cơ hội phát tài nhờ cái sự may mắn trong ngày hôm nay nhé tuy nhiên với bạn tuổi mùi bạn không nên quá phụ thuộc vào cái vận may của mình mà không có ý định làm ăn chăm chỉ và chân chính đuận. Bạn mệnh tuổi mùi trong ngày thứ sáu này, bạn là người có đầu óc nhanh nhẹn và nhạy biến nhưng lại quá tự tin vào bản thân mình, thành ra đang có cái sự kiêu ngạo. Và bạn tuổi mùi, bạn cần phải khiêm tốn, lắng nghe mọi người, biết đâu ý kiến của bạn, chưa hẳn thực sự đã chính xác đâu đó bạn tuổi mùi nhé. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi mùi, ngày này rất thích hợp để cho bạn thực hiện cái công việc như là cầu tài lộc hay là khai trương, xuất hành và bản mệnh rất dễ cầu được ức thấy khiến công việc kinh doanh buôn bán của mình rất thuận lợi nữa đoạn. Và bạn tuổi mùi nếu như xuất hành đi xa thì bạn cũng đừng quên chọn những cái hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông bắc và tài thần, hướng chính nam để tăng thêm cái vận may về tài lộc cho mình nhé. Theo khẩu minh, Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 9 năm canh tý ngày này là ngày thanh long kíp, xuất hành tốt, trăm sự như ý, xuất hành được thuận lợi, buôn bán của lời, gặp gỡ đối tác, mọi việc đều may mắn nhé. Vậy tử vi tuổi ất mùi thuộc kim có cơ hội phát tài, tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy nên làm ăn chân chính, tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa quá mức tự tin, tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ cần khiêm tốn hơn tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc thích hợp cầu tài đúng và đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 4 số 5 giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ màu sắc cát tường màu nâu màu xám quý nhân phù trợ tuổi hợi tuổi mão tuổi ngọ Từ V tuổi thân thứ 6 ngày 23 tháng 10 năm 2020 Ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi thân xem tử vi cho chúng ta thấy là Cái vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này Bạn đang trải qua một ngày có cục diện ngộ hành tứ hình sung dần thân tị hợi Cho nên với bạn tuổi thân bạn có một ngày không mấy bình yên với mình nhé và bạn tuổi thân, bạn mệnh dễ phải đối mặt với tiểu nhân, vướng phải những cái chuyện thị phi không mong muốn, thậm chí có những ai không hiểu rõ về bạn có thể làm cho bạn hiểu lầm nữa. Đoạn. Với bạn tuổi thân trong ngày thứ sáu này, bạn cũng đừng quá nóng nảy và vội vàng tìm cách phản kháng ngay lập tức. Bạn hãy dùng cái hành động thực tế để chứng minh cho mọi người thấy bạn là ai. Đến lúc đó, kẻ tiểu nhân cũng sẽ hết đường tác oai tác quái và phải nhận sai thôi đối với bạn tuổi thân nhé. Trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi thân, bạn cũng đang gặp ngày có kim sinh cho thủy vượng. Cái điều này làm cho bạn tuổi thân, bạn đang có được cái sự chủ động luôn nhận được cái sự tin tưởng và ủng hộ hết mình từ nửa kia và nếu như công việc của bạn có gặp bế tắc bạn cũng đừng có ngần ngại tâm sự với người ấy hai người cùng suy nghĩ sẽ tìm ra được cái hướng giải quyết một cách nhanh chóng hơn đối mặt tuổi than nhé vài tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy đối mặt với tiểu nhân tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa hãy giữ bình tĩnh tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ chứng minh bằng thực tế tử vi tuổi canh thân thuộc mộc nửa kia thấu hiểu tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim tâm sự với nửa kia đoạn về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi giàu. Từ vi tuổi giàu, thứ sáu ngày 23 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Dậu ạ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dậu trong ngày này, bạn đang gặp ngày có kim sinh cho thủy vượng, cho nên về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Dậu trong ngày hôm nay lại rất chi là khởi sắc, cái mối nhân duyên của bạn tuổi Dậu khá chi là tốt đẹp, đặc biệt là đối với những ai chưa lập gia đình đoạn và bạn tử dậu, bạn có thể được một vài đối tượng tiềm năng theo đuổi, bạn cần phải cởi mở và cho họ cái cơ hội được tiếp xúc và trò chuyện với mình nhiều hơn bạn tử dậu nhé. Trong ngày thứ sáu này đối với bạn tử dậu, nếu như là bạn đã có gia đình, bạn luôn luôn dành hết cái sự tin tưởng của mình cho đối phương, cho dù có nghe thấy những cái lời bóng gió đi chăng nữa, bạn cũng không có nghi ngờ mà luôn trò chuyện tâm sự thẳng thắn với người ấy trước đã. Được. Tuy nhiên, trong ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi dậu, cái vận trình của bạn lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi dậu là bạn mệnh tránh tiếp xúc với những quan lại xấu trong chính quyền nhá Nếu như bạn có gặp phải cái chuyện gì bất công, bạn nên chờ cái thời điểm thích hợp để phản kháng chứ không nên làm việc ấy ngay trong ngày hôm nay bạn tuổi Dậu nhé. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc Thủy, nhân duyên tốt đẹp, Từ vi tuổi Đinh Dậu thuộc Hỏa, tin tưởng nửa kia, Từ vi tuổi Kỷ Dậu thuộc Thổ, hãy cởi mở hơn, tử vi tuổi Tân Dậu thuộc Mộc, tránh tiếp xúc quan lại, Từ vi tuổi Quý Dậu thuộc Kim, chờ thời điểm thích hợp. và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi sửu, tuổi thìn. Từ vi tuổi tuất thứ 6 ngày 23 tháng 10 năm 2020 ngày thứ sáu này đối với bạn tử tuất á xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tử tuất trong ngày này bạn đang gặp ngày có chính tài chiếu mệnh cái điều này cho thấy với bạn tử tuất đang có được những cái cơ hội thừa hưởng một khối tài sản kha khá do những người đưa đi trước để lại nhá và bạn tuổi tuất đây cũng chính là lúc mà bạn phải lập kế hoạch nghiêm túc trong tương lai chứng minh cái giá trị của bản thân mình nữa đoạn với bạn tuổi Tuất, bạn vốn là người cần cù và biết tiết kiệm. Chính vì vậy mà dù công việc của bạn chưa tới mức lý tưởng thì bạn cũng chẳng bao giờ thiếu ăn, thiếu tiêu. Bạn tuổi Tuất, bạn hãy đặt cho mình những cái mục tiêu cao xa hơn nữa trong tương lai và đừng có vội bằng lòng với hiện tại bạn tuổi Tuất nhé. Trong ngày thứ sáu này, đối với bạn tuổi Tuất, cái vận trình của bạn lại đang gặp ngày có thổ khác với thủy. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tuất bạn cần phải quan tâm nhiều hơn tới con cái của mình và bạn tuổi tuất bạn nhận ra cái mối quan hệ của mình với các con không còn được gần gũi như trước nữa và từ bây giờ bạn hãy bớt thời gian cho công việc và dành nhiều thời gian cho gia đình của mình hơn bạn tuổi tuất nhé về tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa thừa hưởng thừa kế tài sản tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ chứng minh bản thân tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc, cần cù, tiết kiệm, tử vi tuổi canh tuất thuộc kim, hãy tham vọng hơn, tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy, quan tâm hơn đến con cái đoạn. Về đánh giá của bạn tử tuất trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi, thứ sáu, ngày 23 tháng 10 năm 2020 Ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi hợi, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi hợi trong ngày này, bạn đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngộ hành tứ hình sung, dần thân tỵ hợi. Cho nên với bạn tuổi hợi, bạn đang có cái điểm báo dễ có những cái tư tưởng bi quan và tiêu cực trong ngày được. Và bạn tuổi hợi, dù có bất cứ cái khó khăn nào bày ra trước mắt, bạn cũng không nên vội than thân trách phận mà cần phải suy nghĩ tích cực và tìm ra cái cách khắc phục bạn tuổi hợi nhé. Trong ngày thứ sáu này, đối với bạn tuổi hợi, mệnh chủ là người thông minh và nhanh nhẹn. Tuy nhiên, đôi khi với bạn lại quá nóng vội. Cái điều này khiến cho những cái quyết định với bạn đưa ra không hẳn đã chính xác và bạn cần phải chú ý trao đổi với những người xung quanh nếu còn chưa chắc chắn với những cái suy nghĩ của mình nhé. Và ngày này đối với bạn tuổi hợi, nếu có kế hoạch về xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên đi vào những cái hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông bắc và tài thần, hướng chính nam. Hai cái hướng này sẽ đem lại nhiều may mắn giúp cho công việc của bạn tuổi hợi gặp nhiều điều thuận lợi và có tiền tài về tay nữa nhé. Về tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa suy nghĩ bi quan từ vi tuổi đinh hợi thuộc thổ không nên than thân trách phận từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc quyết định vội vàng từ vi tuổi tân hợi thuộc kim trao đổi với mọi người từ vi tuổi quý hợi thuộc thủy thông minh nhanh nhẹn đoạn về đánh giá của ba tuổi hợi trong ngày thứ sáu này sự nghiệp ba sao tài lộc bốn sao sức khỏe bốn sao tình cảm 4 sao, quân số may mắn số 5, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.